Chào mừng các em đến với kênh Hề Liêm. Kênh Hề Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán, lý, hóa từ lớp 1 đến lớp 12. Các em xem bài giảng của Hề Liêm, nếu thầy hay giảng dễ hiểu, bấm nút hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Hề Liêm nhé. Giờ trong bài giảng hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5 trang 110 phần luyện tập nhé. Rồi câu số 1, tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài là 25 dm, chiều rộng là 1,5 m và chiều cao là 18 dm. Như vậy mình thấy đây là dm, có cái này là mét thôi. Như vậy trước hết mình sẽ đổi cái chiều rộng này từ mét qua dm. Như vậy cùng đơn vị thì mình sẽ áp dụng công thức để mình tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần, đúng không nào? Giờ thầy sẽ giải câu số 1 luôn nha. Giờ chưa hết đổi. 1,5 m thì mình sẽ bằng là 15 dm, đúng không nào? Giờ sau đó mình sẽ tính diện tích xung quanh nha. Giờ diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật diện tích xung quanh thì sẽ bằng cái gì? Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật mình sẽ lấy chu vi đáy nhân chiều cao, mà chu vi đáy chính là chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân cho 2. Đây là chu vi đáy, nhân tiếp cho chiều cao là 18 thì sẽ ra diện tích xung quanh, đúng không nào? Giờ ở đây mình sẽ tính nhẩm coi bằng bao nhiêu nè. Như vậy là 25 cộng 15 là bằng 40, đúng không? 40 nhân 2 là 80. 80 nhân cho 18 thì bằng là 1440. Đúng rồi. Đơn vị sẽ là decimet vuông, đúng không nào? Giờ sau đó mình sẽ tính diện tích toàn phần. Muốn tính được diện tích toàn phần thì mình phải tính diện tích mặt đáy, đúng không nào? Diện tích mặt đáy của hình chữ nhật rồi diện tích mặt đáy thì bằng mình sẽ lấy là chiều dài nhân chiều rộng, 25 nhân 15 thì bằng bao nhiêu nè? Giờ 25 nhân 15 thì bằng là 375 nha. Đơn vị vẫn là decimet vuông. Giờ sau đó mình sẽ tính diện tích toàn phần, đúng không nào? Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là, giờ mình sẽ lấy diện tích xung quanh cộng cho diện tích đáy nhân cho 2, đúng nào? Một đáy nhân cho 2 có nghĩa là hai đáy, diện tích xung quanh cộng hai đáy thì sẽ ra diện tích toàn phần. 375 nhân 2 bằng 750.
cộng cho 1440 sẽ bằng là 2190. Đơn vị sẽ là decimet dương nha. Giờ tiếp theo câu B. Câu B người ta cho là chiều dài bằng 4/5 m, chiều rộng bằng 1/3 m và chiều cao bằng 1/4 m. Giờ cũng giống câu A. Mình ở đây mình thấy mét mét giống nhau hết và mình không cần đổi đơn vị. Mình sẽ tính diện tích xung quanh luôn nha. Giờ diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là giờ diện tích xung quanh thì mình sẽ lấy chu vi đáy nhân chiều chiều cao. Chu vi đáy có nghĩa là chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân cho 2 nha. Rồi chu vi đáy là chiều dài cộng chiều rộng giờ tất cả nhân cho 2 giờ nhân cho chiều cao luôn thì sẽ ra diện tích xung quanh chiều cao là 1/4. Giờ ở đây sẽ bằng bao nhiêu nè? Giờ như vậy mình sẽ lấy là 4/5 cộng cho 1/3 sẽ bằng 17/15 nhân cho 2 thì bằng 34/15. Nhân tiếp cho 1/4 thì sẽ bằng 17/30. Giờ 17/30 giờ đơn vị ở đây là mét vuông nha. Chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều là mét, như vậy diện tích là mét vuông. Giờ sau đó mình sẽ tính chu vi đáy, diện tích mặt đáy của hình chữ nhật nha. Diện tích mặt đáy của hình chữ nhật. Giờ mình lấy chiều dài nhân chiều rộng. Chiều dài là 4/5, chiều rộng là 1/3. Giờ 4/5 4/5 nhân cho 1/3 bạn. Giờ 4 nhân 1 là 4, 5 nhân 3 bằng 15. Như vậy là 4/15 nha. Đơn vị vẫn là mét vuông. Giờ sau đó mình sẽ tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
Do diện tích toàn phần thì mình sẽ lấy diện tích xung quanh cộng cho diện tích đá nhân cho 2 đúng không nào? Như vậy mình sẽ lấy là 17 phần 30 cộng cho 4 phần 15 nhân 2 bằng 4 phần 15 nhân 2 sẽ là bằng là 8 phần 15. 8 phần 15 cộng với 17 phần 30 sẽ bằng 11 phần 10. Bằng 11 phần 10 hoặc là 1,1 cũng được nhé. Mét vuông. Giờ mình sẽ đáp số luôn nha. Đáp số câu A sẽ là 1440 decimet vuông và 2190 decimet vuông. Còn câu B thì sẽ là 17 phần 30 mét vuông và 11 phần 10 mét vuông. Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong câu số 1 nhé. Câu số 1 thì người ta kêu mình tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật thôi. Mình áp dụng công thức gia mình tính thôi đúng không nè. Rồi tiếp theo câu số 2. Một cái khùng không. Giờ mình sẽ qua tiếp bài 2. Một cái khùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài là 1,5m, chiều rộng là 0,6m, chiều cao là 8 dm. Người ta sơn mặt ngoài của khùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông. Và như vậy là mình thấy là chiều gì? Một cái khùng không nắp, như vậy có nghĩa là dạng hình hộp chữ nhật. Như vậy mình sẽ tính là bốn mặt xung quanh và mặt đáy ở dưới ha, ở trên không có nha. Chiều dài là mét, chiều rộng là mét, chiều cao là decimet. Như vậy mình phải đổi decimet này qua mét luôn, cùng đơn vị mình mới được tính được đúng không nào. Sau khi đổi đơn vị thì mình sẽ tính diện tích xung quanh, diện tích đáy và tính diện tích quét sơn đúng không nào. Giờ câu số 2 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 2. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 2 luôn nha. Bài giải nè. Giờ trước hết mình sẽ đổi 8 decimet nè. Mình sẽ đổi qua mét đúng không nè. Đổi từ decimet qua mét thì mình chia cho 10. Có nghĩa là không bằng 0,8 mét. Rồi sau đó mình sẽ tính diện tích xung quanh. Của cái khung dạng hình hộp chữ nhật.
Mình ta tính diện tích xung quanh của cái khung đó nha. Diện tích xung quanh thì bằng chu vi đáy nhân cho chiều cao. Chu vi đáy thì chính là chiều dài cộng chiều rộng. 1,5 cộng cho 0,6. Tất cả nhân cho 2. Đây là chu vi đáy đúng không nè? Rồi, sau đó mình sẽ nhân chiều cao. Thì mình sẽ được là diện tích xung quanh. Rồi, sau đó mình sẽ lấy giấy nháp cho mình tính thôi. 1,5 cộng 0,6 thì bằng 2,1. 2,1 mà nhân cho 2 thì bằng 4,2. 4,2 nhân cho 0,8 thì bằng là 3,36. Giờ đơn vị sẽ là mét vuông. Giờ sau đó mình sẽ tính diện tích đáy của cái khung nha. Diện tích đáy. Diện tích mặt đáy cũng được. Diện tích mặt đáy của khung là diện tích của mặt đáy thì mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng nha. 1,5 nhân cho 0,6 bạn. Giờ mình lấy giấy nhé, giờ mình tính thôi. 1,5 nhân cho 0,6 thì bằng 0,9. Đơn vị cũng là mét vuông đúng không nè. Giờ sau đó mình sẽ tính diện tích quét sơn nha. Diện tích quét sơn. Sơn là người ta hỏi quét sơn. Diện tích quét sơn là bao nhiêu thì mình trả lời diện tích quét sơn là mình sẽ lấy 3,36 diện tích xung quanh cộng cho diện tích mặt đáy 0,9. Giờ bạn. Các em nhẩm thử 4,26 đúng không nè. Số 6 này viết lại nè. 9 cộng 3 12 viết 2 nhớ 1. 3 khi 1 là 4 như 4,26 mét vuông. Đúng không? Giờ đáp số nha. Giờ 4,26 mét vuông. Đúng không nè? Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong câu số 2 nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Đúng thì ghi để chữ D, sai thì ghi chữ S. Giờ ở đây người ta cho mình hai cái hình. Đây là một cái hình hộp chữ nhật có diện tích chiều dài là 2,5, chiều rộng là 1,5 và chiều cao là 1,2 cm hết nhé. Tương tự đây cũng là một cái hình hộp chữ nhật có chiều tương tự có chiều dài là 1,5, chiều rộng là 2 chiều dài là 1,5, chiều rộng là 1,2 và chiều cao là 2,5. Như vậy mà thực tế ở đây là sau đó mình sẽ tính nha. Người ta hỏi cái gì nè? Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau. Như vậy mình muốn biết bằng nhau hay không thì mình phải tính đúng không nào? Sau khi tính xong thì mình mới biết cái nào đúng là sao, đúng không? Giờ câu số 3 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 3. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ giải câu số 3 nha. Như vậy trước hết mình sẽ tới đi tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật thứ nhất đi ha. Diện tích xung quanh. Của hình 1 đi. Giờ diện tích xung quanh của hình 1. Như vậy mình sẽ lấy chu vi đáy nhân chiều chiều cao. Mà chu vi đáy thì chính là chiều dài cộng chiều rộng nhân cho 2. Vậy là 2,5 cộng cho 1,5. Rồi nhân cho 2. Giờ nhân tiếp cho chiều cao là 1,2.
sẽ chia diện tích xung quanh đúng nè. Giờ như vậy 1 với 2,5 cộng cho 1,5 thì bằng 4. 4 nhân 2 là thành 8. 8 nhân cho 1,2 thì bằng là 9,6 đúng không nè. 9,6. Rồi, đơn vị là decimet vuông. Giờ tiếp theo mình sẽ tính tính gì tổng diện tích tổng phần của hình 1 luôn đi ha. Diện tích tổng phần diện tích mặt đáy đi. Diện tích mặt đáy đáy của hình 1. Do diện tích mặt đáy thì mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng. Như vậy mình sẽ lấy 2,5 nhân cho 1,5 bằng. Giờ 2,5 nhân 1,5 sẽ bằng là 3,75. Giờ đơn vị cũng là decimet vuông luôn. Giờ sau đó tính diện tích tổng phần. Hình 1. Cho diện tích tổng phần mình sẽ lấy diện tích xung quanh cộng cho diện tích hai đáy đúng không nào? Như vậy cộng cho 3,75 nhân cho 2. Giờ bằng bao nhiêu nè? 3,75 mà nhân cho 2 thì bằng sẽ là 7,5. 7,5 cộng với 9,6 thì bằng là 17,1. Giờ tiếp theo mình sẽ tính cái hình 2 đúng không? Tương tự mình cũng tính diện tích xung quanh của hình 2 chứ. Diện tích xung quanh của hình 2. Tích xung quanh hình 2 luôn. À, như vậy mình cũng tương tự, mình sẽ lấy chu vi đáy nhân chiều chiều cao. Chu vi đáy có nghĩa là chiều dài cộng chiều rộng, như vậy là 1,5 cộng 1,2. Rồi tất cả nhân cho 2. Rồi nhân tiếp cho chiều cao. Chiều cao là 2,5 đúng không nào? Giờ như vậy bằng bao nhiêu mình tính đi ha. 1,5 cộng 1,2 nha. Đây. Chiều dài là 1,5, chiều rộng là 1,2, chiều cao là 2,5. 1,5 cộng 1,2 nhân 2 giờ nhân cho 2,5. 1,5 cộng 1,2 là 2,7. 2 nhân 2,5 là bằng 5. 2,7 nhân 5 bằng 13,5. Dạ, decimet vuông. Giờ tiếp theo tính diện tích mặt đáy của hình 2. Giờ diện tích mặt đáy thì mình lấy chiều dài nhân chiều rộng. Mình lấy 1,5 nhân 1,2 nha. 1,5 nhân 1,2 3. Một phẩy tám đúng không nào? Decimet vuông. Giờ tiếp theo mình sẽ tính diện tích tổng phần của hình 2 luôn.
Giờ mình sẽ lấy diện tích xung quanh 13,5 cộng cho diện tích mặt đáy nhân cho 2 sẽ bằng 17,1 decimet vuông. Giờ như vậy bây giờ mình sẽ kiểm tra câu nào đúng câu nào sai nè. Diện tích toàn phần của hai hình hợp chữ nhật bằng nhau. Giờ diện tích toàn phần có bằng nhau không nè? Diện tích toàn phần của hình 1 là 17,1, của hình 2 cũng là 17,1, như vậy là câu này đúng nha. Diện tích toàn phần của hai hình hợp không bằng nhau, như vậy câu trên đúng thì câu này sẽ là sai. Diện tích xung quanh của hai hình hợp chữ nhật bằng nhau. Rồi kiểm tra coi diện tích xung quanh có bằng nhau không nha. Đây là 9,6, dưới đây là 13,5, như vậy là không bằng nhau. Như vậy bằng nhau là sai và không bằng nhau sẽ là đúng. Đúng không này? Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong câu số 3, cũng là xong cái phần luyện tập toán lớp 5 trang 110 nha. Rồi, thầy sẽ làm bài giảng kế tiếp trong video kế tiếp nha. Các em nhớ đón xem nha. Giờ thầy chúc các em học tiếp. Thầy chúc các em học tốt. Tạm biệt các em nha.